points in 3-1. Will they get back into this? And with the defender now. Now it's Coutinho. Suarez not doing it. Hello, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ok, video này mình sẽ lấy đội hình của Barcelona đá với Liverpool nha. Và sắp tới Liverpool và Barcelona sẽ gặp nhau tại trận tứ kết giữa Barcelona và Liverpool tại trận tứ kết UEFA Champions League nha. Và mình muốn bắt đầu cái này trước, và mình cũng dự đoán trước nha. Và mình nghĩ Barcelona sẽ thắng và Barcelona sẽ lên ngôi vô địch năm nay nha. Ok, trước khi bắt đầu đá với Liverpool mình sẽ sắp xếp đội hình trước đã. Mình sẽ xếp đội hình. Đây là đội hình đá với MU này, nhưng Coutinho được đá cao hơn Dembele. Nên video này mình sẽ lấy Dembele đá cao hơn Coutinho nha. Ok. Và bên đội hình của Liverpool là có Pep Mandinho, thì đạo mười nhỏ Mohamed Salah, Mane, đó là bộ ba tấn công của họ rất mạnh đấy. Và lúc trước thì Suarez và Coutinho từng đá tại Liverpool nha. Và giờ thì tại vì một cái lý do bắt đầu nên Suarez đã rời Liverpool và đến Barca, và Coutinho cũng vậy, cũng rời Liverpool và đã đến Barca, chắc vì danh hiệu nha. Ok, và mình sẽ bắt đầu đá. Hy vọng trận đấu sẽ diễn ra hấp dẫn và nảy lửa hơn nha. Ok, trận đấu vẫn đang bắt đầu. Bên chiến thuật của Liverpool là chiến thuật 4-2-3-1, tiền đạo mình chọn của họ là Pep Mandinho nha. Và bên mình là chiến thuật là 4-3-3 thì với bộ ba tiền đạo là Suarez, Messi, Dembele nha. Ok, Messi và ai vậy? Ok, Liverpool là người phát bóng trước nha. Ok, trận đấu đang bắt đầu. Dembele đang cướp bóng, với kế tiếp đang cướp bóng. Chưa được cho lắm nha. Alaba đang cướp bóng thành công. Alaba chỉ cho Dembele. Dembele đi bóng qua một hậu vệ Liverpool chỉ cho Messi. Ok, không được, Dembele đã bị sạch chân. Ok, và chân đã cứu được câu hỏi. Không, đừng nói Dembele chấn thương nha. Chắc đi bóng kỹ thuật nhưng không thể dứt điểm được. Suarez đã cướp bóng thành công. Suarez từng nói là nếu như Suarez mà ghi bàn Liverpool thì Suarez sẽ ăn mừng nha, nhưng không biết trận này Suarez có ăn mừng không nữa nha. Ok, một pha sút chung đích của Suarez nhưng không thể làm khó được thủ môn của Liverpool. Một pha sút khá nhẹ nhàng của Luis Suarez đây. Ok, khá dễ dàng thôi. Mình được hưởng một quả sút phạt nha mọi người. Không, mình được hưởng một quả sút phạt góc nha mọi người. Sút phạt góc của mình đó là Lionel Messi. Đánh đầu vào Pique. Một chiêu bỏ ngựa của Pique nhưng không thể đưa bóng tên đốt được. Đưa bóng bay lên trời thôi. Chiêu bỏ ngựa. Chiêu này chưa bò cặp bẫy đuôi thì bại đấy. Ok, trận đấu vẫn đang tiếp tục. Messi đang đi bóng. What? Mình đã có bàn thắng đầu tiên do pha lập công của Lionel Messi. Các bạn gọi là bàn thắng của Lionel Messi nào? Một đường chìm hay của Jakitic đi bóng. Bấm chì xe hất bóng qua đầu. Hất bóng qua đầu của thủ môn Alisson của Liverpool. Ok, và Van Dijk không thể bắt chính được Messi. Bí quyết bất chính của Van Dijk không được thành công cho lắm nha. Ok, đừng để Messi có bóng nha. Ok, Messi đã có bóng rồi, mới nói hồi nãy thôi. Messi đang đi bóng, Messi chìm cho ai? Jackie Tít đi bóng, Jackie Tít chìm lại. Dembele, sút qua một cắm. Messi. Ok, bàn thắng thứ hai của Luna Messi. Mới phút đầu Luna Messi đã làm được cú đúp của đường kiến tạo cho Jackie Tít. Và Jackie Tít đã chìm lại cho Dembele sút không được. Và Messi nhanh chân cơ hội và sút lên. Coi căng cảnh nào, bàn thắng thứ hai cũng có dấu chân của Dembele nha. Một pha sút hụt. Ok, trong trận này Messi sẽ lập được hat-trick nha. Và mình không muốn ghi thật nhiều bàn nha, tại đây là Liverpool mà. Sắp tới thì có trận đấu giữa Liverpool và Barca mà trận tứ kết trận mình lít mà mình nghĩ không thể ghi được nhiều bàn được. Nên mình sẽ không được, nên mình sẽ hạn chế ghi bàn lại. Mình sẽ đá Titi Gata. Từ đá thôi. Ok. Lên. Chút.
Ok, bàn thắng thứ ba của mình cho pha lập công của Busquets, một đường kiến tạo hoàn hảo của Lionel Messi nha. Cái này là mình đã phối hợp từ từ thôi nha. Họ đi bóng kiến tạo một mình Busquets và thủ môn, một công sức cũng rất khá vậy, nên không khó, nên không thể làm khó được Busquets tiền vệ đánh chặn của Barcelona. Ok, một pha sút khá căng của Busquets. Trận đấu vẫn đang tiếp tục nha, và ba bàn thắng đều có dấu giày của Lionel Messi. Đã từ từ thôi. Cái thi đấu cướp bóng thành công. Ui, không được, phép bao nhiêu đang cầm bóng. Chuyền bóng lên. Ok, bút quét lại, vẫn là bút quét. Ok, bạn ơi, kết thúc hiệp 1 rồi. Và hiệp 2 mình sẽ không sử dụng một quyền thay đổi người, và mình sẽ không thay đổi người bất cứ này. Và hiệp 1 mình đã ghi được 3 bàn do pha lập công của Messi và bút quét. Và một pha còn lại là pha của Busquets nha. Và một pha Busquets thì có một đường kiến tạo của Lionel Messi nha. Ok, hy vọng cái này mình sẽ đá phối hợp hơn. Coutinho. Sút. Ok, một pha phối hợp sút trúng đích nhưng không thể vào lưới được. Chuyển bóng lên. Will. Phải đang đi nhau. Liverpool đã có một bàn thắng do pha lập công của Pep mang đi nhau. Rồi hậu vệ bất cẩn của Piqué. Ok, và kết quả chung cuộc vẫn đang được hấp dẫn. Các bạn coi là bàn thắng cẩn kỹ của Pep mang đi nhau nha. Ta dạy mấy hai chứ để Liverpool ghi bàn lại. Ok, trận đấu vẫn đang tiếp tục nha. Tiki-taka. Roberto. Wow, một pha phối hợp Tiki-taka của mình, một cú sút nhẹ nhàng của Roberto hậu vệ. Các bạn cảm thấy pha phối hợp này như thế nào thì hãy để lại cho mình ý kiến nha. Chết. Có bàn thắng thứ tư do pha lập công của Vinicius Coutinho, và Coutinho không ăn mừng. Ghi bàn vào lưới đội bóng của Coutinho không ăn mừng. Chút. Chút rất căng. Ok, Coutinho vẫn không ăn mừng một pha sút này nha. Chắc có lẽ đây là đội bóng của anh nơi mà anh tạo ra những người. Ok. Cái trận đấu vẫn tiếp tục nha. Ui rồi. Messi. Văn Đai đâu rồi? Nãy chưa thấy Văn Đai ta. Salah. Ok, Salah bị dâu vô với tôi cướp bóng được. Chuyền bóng lên. Không được, không nghe qua hậu vệ của Liverpool được. Đi bóng. Vẹo. Đi vẹo, chuyền lên. Messi đã qua, Messi đã đổi góc. Một pha đi bóng. Su. Không thể sút được. Pha sút hồi này quá lâu sổ, Messi không thể dứt điểm được. Busquets. Ok. Pha phối hợp đá của mình không được thành công cho lắm. Messi đã tự do thì phải đấy. Ok, Messi đã làm được hat-trick. Một pha sút đơn giản điên liệt của mình xuyên góc A của đối thủ. Các bạn coi một pha sút của Lionel Messi nha. Wow, sút bằng chân trái lực khá mạnh đấy. Rồi, một pha sút này rất là mạnh đấy, mình nghĩ là vậy. Ok, Liverpool đã sử dụng quyền thay đổi người thứ hai rồi, và Liverpool chỉ còn được một quyền thay đổi người nữa thôi. Ok, Busquets đang đi bóng bên phải. Ui, hậu vệ này hay cũng vậy. Wow, hậu vệ này hay cũng vậy. Wow, chỉ bóng lên. Suarez chưa ghi được bàn thắng nào nha. Dembele. Suarez. Wow, Suarez cũng ăn mừng nhẹ nhẹ thôi nha. Và trước khi bắt đầu trận đấu giữa Liverpool và Barca thì Suarez đã từng nói là Liverpool là đội bóng cũ của tôi, nhưng hiện tại tôi đang đá tại Barca và tôi sẵn sàng ăn mừng nếu như ghi được bàn thắng vào lưới của Liverpool. Cái Dembele đã kiến tạo cho Suarez, và Suarez đã ghi được bàn thắng đầu tiên vào lưới của Liverpool, đội bóng cũ của anh nha.
Cây trận đấu vẫn đang tiếp tục. Rồi Salah không được tạo quá nhiều dấu ấn trong trận đấu này nha. Chỉ bóng lên. Cầu thủ vụng mùa của Liverpool, Michu của Liverpool. Ok bạn ơi, kết thúc trận đấu và chỉ số chung cuộc đó là ok, mình vẫn chưa biết nha. Và cậu tôi thấy chắc chắn mình nghĩ là Luna Messi đó, mình biết mà, với một pha hat-trick. Ok, tỷ số chung cuộc đó là 6-1. Và bên đội mình một pha lập công của Philippe Coutinho xua với Phú Quế, và một pha hat-trick của Luna Messi. Và bên Liverpool thì Firmino là người đã ghi bằng 1 phút 56. Ok, và trước khi mình sẽ nói cái này nha, thì sắp tới sẽ có trận đấu giữa Liverpool và Barcelona, thì các bạn hãy cho mình dự đoán kết quả trước nha. Mình thì dự đoán là kết quả đó là 2-1, Liverpool sẽ một người ghi bàn đó là Firmino của Barcelona, một người ghi bàn là Messi, và một người ghi bàn nữa đó là Suarez. Còn các bạn thì sao, các bạn nghĩ ai ghi bàn vào lưới của Liverpool, hãy comment phía dưới lại cho mình nha. Ok, bye bye. Whoa, come on guys, subscribe right now.